đó, nghĩa là lấy nhỏ lên chưa? Chúng ta đã ra lập ra đó, được rồi, đã được rồi. Hôm nay ngày thứ bảy, bác Phương bác trở lại sau khi bác bị bị bệnh cái tuần vừa rồi, để tôi bắt đầu là vấn đề ở cộng đồng ở Hoa Kỳ. Mùa này là mùa bầu cử, mùng 8 đến tháng 11 sẽ là ngày bầu cử cho các nghị sĩ, nghị viên, dân biểu và thượng nghị sĩ ở tiểu bang cũng như là liên bang. Mùa này là gọi là mùa bầu cử. Một cái ấn tượng tôi thấy là khi mà ông Nguyễn Quốc Lân ông tuyên bố là trong cái hàng ngũ mà các anh em HO, tức là các anh em Việt Nam Cộng Hòa xưa, ở trong những cái lớp dạy hướng dẫn để trở thành một người Việt Nam tử tế, thì những anh này mà ở trong cái trại huấn luyện người Việt sống với lịch sử, với dân tộc, để mấy anh em khi mà trở ra có một sự thông cảm với đất nước và đi cùng chí hướng với đất nước. Đây là một trung tâm giáo dục. Tôi không muốn dùng danh từ cải tạo, từ vì đây có lẽ hướng dẫn về vấn đề giáo dục của những anh em Việt Nam Cộng Hòa từ xưa nay sống ở dưới chế độ của Ngụy Quyền, đi theo tay sai ngoại bang. Thành thử ra đây là một cái hướng dẫn về giáo dục, nó đúng hơn là dùng danh từ cải tạo. Những cái đường hướng của dân tộc đi, với 95 triệu người dân Việt Nam sống ở Việt Nam với những cái chí hướng cùng lòng xây dựng đất nước, yêu quê hương, muốn cái sự bình an cho mọi người, thì đây là một cái giáo dục tốt để cho mọi người nhìn thấy mình trở lại cái vị trí của dân tộc, là người con của dân tộc Việt Nam. Đó là tại sao có một cái hướng dẫn về giáo dục cho những người sống ở trong những trại tập trung, để chính phủ đưa ra những chương trình hướng dẫn đó. Thì một số những anh em Việt Nam Cộng Hòa đó đã sống ở dưới một cái giáo dục như vậy để cố gắng trở về với dân tộc, thì một số đã ở trong những cái trại hướng giáo dục đó, thì khoảng 3 năm hoặc là trên 3 năm thì có một sự hiệp ước giữa Mỹ và nhà nước Việt Nam để cho những người này ra đi trật tự, bình yên, nếu họ muốn đi qua Hoa Kỳ sinh sống. Đó là người Mỹ cưu mang lại những người đã đi theo mình trong cái cuộc xâm lược Việt Nam từ năm 1945 tới 1975. Thì có một cái tiếng nói có vẻ sau 47 năm sống ở Hoa Kỳ rồi, ít ai nói đến cái vấn đề cải tạo HO, tất cả nó trở thành bình yên ở cái hải ngoại. Nhưng cái chuyện ông Nguyễn Quốc Lân ông đem cái chuyện ông nói là những hàng loạt những người HO đi qua bên Mỹ, họ đã được cài bởi những người điệp viên cộng sản, và đó là những cái điều mà ông ta nói ra, ông khơi động lại cái sự hận thù. Đáng nhẽ cái quá khứ đã qua đi, đã được hòa hợp, và người dân Việt Nam nó trở về Việt Nam du lịch, hoặc là có một số đã về Việt Nam sinh sống hoặc là đầu tư. Cái sự hàn gắn đó đáng nhẽ chúng ta nên nhìn xa hơn và hàn gắn cái vết thương đó hơn là bây giờ lại khuấy động lên cái sự hận thù. Thì khi mà ông Lân ông tuyên bố vậy, ông cũng chẳng có nói là nguyên nhân là cái gì, ông nói là chỉ một câu nói thôi, nhưng mà dấy động lên cái người Việt ở hải ngoại, những vị Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái diện HO đó, họ cảm thấy tự ái, nói họ là cộng sản. Thì ông Phan Kỳ Nhân ông đưa biên cái bài gửi ra, cái thơ gửi ra mời cộng đồng họp ngày Chủ nhật để ông tuyên bố, và sau đó có thể là có một cuộc biểu tình ngày Chủ nhật này. Đó là cái dấy động của cộng đồng. Ở cái thời kỳ mà mọi người đang chú trọng đến cái chuyện bầu cử cho ai ở cộng đồng, thì ở Westminster bây giờ đó thì chỉ còn lại ông Nguyễn Chí Tạ
ông Tạ Chí, Tạ và ông Nguyễn Phương Chí Charlie Chí ra tranh cử còn với bà Kim Lee Hồ thì chỉ còn ba người còn tranh chức ủy viên. Tạ Chí không còn. Tạ Chí thì chạy ra ứng cử Assembly, bay lên cao hơn chút nữa. Assembly của tiểu bang, dân biểu của tiểu bang. Có thêm một cái là có hai người ra tranh cử là bà Michelle Steele và ông Zen Chen, người Tàu, cũng ra tranh cử Quốc hội Hoa Kỳ Liên bang. Để chốc nữa tôi sẽ nói tiếp tục về danh Michelle Steele và anh Zen Chen này trong vấn đề tranh cử giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Xin mời bác Phương có ý kiến về lời nói. Tôi thì mấy tuần rồi tôi cũng bị ốm với lại mổ mắt rồi các thứ đó, đi đo tim đo tiết rồi này kia, thành ra cũng không có đủ sức khỏe để mà theo dõi. Nhưng mà ngồi đi đường anh em lái xe cho thì thấy ôi các cái ngã tư ở cái đường, ở cái khúc Bonsa này, tức là chỗ nào cũng tranh cử nhau, rồi không biết là người nào là dân biểu, là người nào là thượng nghị sĩ, rồi đấy bầu cử lung tung. Là thấy nhìn mấy cái ngã tư mà giới thiệu các cái bản ứng cử bầu cử của các vị chức sắc bên này thì thấy nó làm cho cái ngã tư nó thêm dơ bẩn đi thôi, chứ cũng không thấy gì. Còn có cái bà, có cái người steel gì đó để giữ, rồi để cho những cái nền vàng ba sọc đỏ, rồi để đã đảo cộng sản rồi đấy, trên đất đồng ben. Trong lúc đó thì là thế giới đương đánh nhau, mà nước nào bây giờ cũng kêu gọi là phải chú trọng đem trở lại hòa bình, chứ không thôi thì là cái trái đất, cái hành tinh chúng ta đang ở đây chẳng biết đi về đâu. Hoa Kỳ thì cũng tham dự thế này, bên kia thì Nga Xô cũ với lại mấy cái anh ở trong cái đám NATO Âu Châu rồi đấy. Thành ra tôi thấy là nó đương xáo trộn đủ các thứ hàng ngày, tin tức nó lộn xộn, mà còn đưa lên thêm cái vụ bầu cử ra, thành ra thấy nó như là một cái thành phố ở cái Bonsa, nó như là một cái sọt rác. Thành ra nói thì nó hơi quá đáng, nhưng mà kỳ thật ở đây là nhìn kỹ coi, không biết rồi cái người dân ở Bonsa, ngay như chúng tôi là những người Việt bình thường cũng không biết rồi đấy, cái tương lai của những người tị nạn, người Việt Nam tị nạn bên này nó đi về đâu nữa. Tôi rất lấy là sợ hãi mà thấy rằng mình cái chỗ này mình đã tới đây rồi mà mình cũng vẫn còn là cái chỗ sống không yên, trong khi đồng bào mình trong nước là đủ mọi thứ thiên tai, thì là cái đó thì là rất hết sức là khổ tâm cho những người hiểu biết và biết đều để mà sống được ở cái xứ Bonsa này rất là khó khăn. Cung. Quý vị nhắc tới cái bầu cử, tôi lại được thấy có một cái ý kiến thế này, đó là mùa bầu, không phải là mùa bầu cử. Hồi xưa đó, ở đây đó, ở, đặc biệt là ở Nam Cà Đi, nó có một cái cụm từ kêu bằng gió tanh mưa mát. Để chỉ cái vấn đề này đấu đá nhau. Thì bây giờ tôi cũng thấy bác vừa mới nói là mùa, thì tôi là mỗi một hai năm cái mùa bầu cử trở lại, mà mỗi lần mùa bầu cử trở lại nó là một cái mùa máu tanh mưa máu, nó làm dậy lên cái mùa tanh mưa máu, dậy lên cái máu tanh mưa máu, mùa máu tanh mưa máu. Sẵn đó mấy ông nói về cái vụ mà HO, thì có một cái bí mật mà 47 năm nay thì chưa nói về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao lại thua, không có ý chí chiến đấu để phải mất nước? Thực sự thì cũng từ mất nước không đúng, phải nói là mất cái chế độ sụp đổ. Thì
đúng rồi. Chứ còn có nước ở đâu mà mất? Nước vẫn còn. Thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó có 4 vụ chiến thuật và có 4 cái quân khu. Quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 và quân khu 4. Thì mỗi quân khu đó có một vài ba sư đoàn. Thì mỗi một sư đoàn nó có 3 tiểu đoàn. Mỗi một tiểu đoàn nó có 4 đại đội. Mỗi đại đội nó có 4 tiểu đội. Cái cấp số của một trung đội nó là 36 người. Cấp số của tiểu đội là 11 người. Thì bây giờ 36 người của một trung đội mà dân số, quân số mỗi khi mà có ông tướng một vị thanh nào mà đến ở bên cấp trên á, đến cho thanh tra thì gửi công điện xuống cho biết. Thì tôi không biết rằng ở bên bộ binh hay những cái binh chủng trường bị nói như thế nào, nhưng tôi ở bên địa phương quân thì tôi có nhận những công điện đó. Thì tập hợp lại đầy đủ anh em hết để mà chờ thanh tra. Cấp số không thiếu một người, bởi vì địa phương quân là đông số, quân số là đông nhất. Sau khi thanh tra rồi đó thì mỗi lần mà có đi phục kích hay đi hành quân gì đó theo cái lệnh của phòng 3 ở tiểu khu thì tập hợp lại còn khoảng chừng 15-16 người thôi. Mất hơn một nửa. Hơn một nửa. Lúc thanh tra thì đủ 36 người. Lúc hành quân thì chỉ còn mười mấy, chưa tới 20 người. Bây giờ đến những người lính đó, những người lính mà vắng mặt đó đang ở đâu? Mới đó mà sao đâu mất? Đó là cái tình trạng lính ma và đến kiện. Cái người mà có tiền thì chung cho đại đội trưởng. Chứ còn trung đội trưởng không có nha. Chung cho đại đội trưởng. Rồi đại đội trưởng thì chung cho tiểu đoàn, liên khu, liên đội trưởng. Liên đội trưởng mới chung lại cho ông tỉnh trưởng hoặc là ông quân khu. Tức là quân sư đoàn. Tức là tham nhũng từ dưới lên trên. Cái hệ thống mà tham nhũng nó có từ dưới bên trên. Hơn 50% quân số của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ anh, quý vị tự mình đặt câu hỏi. Quý vị là người nghèo, không có tiền để chung. Người ta có tiền là chung, và không đi đến giờ. Bây giờ mình có bằng lòng đi chết thế cho cái thằng có tiền hay không? Có gì nào bằng lòng đi chết thế cái thằng này giàu không? Đó là cái không, người lính ở Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó không có tinh thần đấu tranh. Chứ đừng có nói là anh hùng. Trong 4 vị tướng mà nói là trong sạch là Nhất Thắng, Nhị Chinh, Tam Thanh, Tứ Trưởng. 4 vị đó ít nhất cũng có vài thằng lính đó nó phục vụ ở trong nhà ổng, vậy đăng lính. Chứ đừng nghe là nói rằng tướng sạch. Tôi cũng chưa thấy ông tướng nào sạch cả.
chứ đừng nói tới cấp dưới. Đó là cái lý do mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiếu cái sức chiến đấu, thiếu cái ý chí chiến đấu ở ngoài mặt trận. Về hậu cứ thì lính đi nhậu ngoài quán, nhậu xong rồi thì rút một trái lựu đạn, lấy trái lựu đạn rút chốt bỏ vô cái liệt. Như vậy thì bây giờ cái người chủ quán như thế nào? Phải năn nỉ, chẳng những không lấy tiền nó mà phải năn nỉ để nó lấy trái lựu đạn ra. Đó là cái tình trạng quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi. Không nói tới cái vụ bắn lộn nhau nữa. Nhậu nhẹt nữa, rồi còn bắn lộn. Bên này bắn bên kia bắn bên nọ. Bộ đội Cụ Hồ có cái chuyện đó hay không? Bộ đội Cụ Hồ mà có thiếu quân số hay không? Gạo không thiếu một cân, người không, lính không thiếu một người. Đó là giờ mình so sánh ra cái đó, mình thấy về tinh thần mình đã thua rồi, chứ đừng nói tới lúc ra trận.